Chào tất cả bà con và quý vị. Thì tôi đang đi trên xe đi cúng về, nhưng mà tôi chợt nhớ tới một cái bài thuốc rất là quý. Tôi dừng xe lại ngay để chia sẻ cho bà con. Thì cái bài thuốc này, bà con mình có xem được cái video này cũng như là cái clip này, thì bà con chúng ta chia sẻ, mỗi người một lượt chia sẻ, để cho toàn thể người dân Việt Nam của chúng ta biết được cái bài thuốc này, để lỡ có mà gặp phải bệnh thì chúng ta chữa được nha, chữa dứt điểm được. Đó là cái bài thuốc trị sáng chó. Đó. Người nhiễm căn bệnh này thì nó sẽ làm cho chúng ta suy gan, suy thận, suy tim, mờ mắt, rồi nếu lên đến não thì làm bại não, và nếu nặng nữa thì nó sẽ dẫn đến tử vong. Đó, cho nên bà con chúng ta lưu ý, căn bệnh này cực kỳ nguy hiểm. Đã có người điều trị bằng phương pháp Tây y, uống thuốc đúng chỉ dẫn của bác sĩ, đúng giờ đúng ngày, đó là những bệnh viện lớn nha, nhưng mà vẫn khó đẩy lùi được căn bệnh này. Còn bài thuốc tôi chia sẻ hôm nay đến quý bà con, chỉ sử dụng 3 ngày, điều trị 3 ngày là dứt điểm căn bệnh này và đẩy lùi được căn bệnh này. Cho nên bà con của chúng ta cố gắng chia sẻ đến mọi người cùng biết, để nếu mà gặp phải thì chúng ta sẽ điều trị tốt nha. Nguyên liệu chuẩn bị đó là 10g hạt cau, 10g hạt cau. Cau thì cau tươi, cau vừa già đến, bà con chẻ ra lấy hạt 10g. Cộng thêm 15g cây thạch liệu, 15g vỏ và thân cây thạch liệu, chúng ta kết hợp và đem đi sắc thuốc. Thì chúng ta đổ vào 300ml nước, rồi sắc còn 50ml lần thứ nhất. Lần thứ hai chúng ta tắt bếp đổ tiếp 300ml, sắc lại còn 50, chúng ta tắt bếp, đổ thêm 300ml nước nữa lần thứ ba, chúng ta sắc còn lại 100ml và chúng ta sử dụng. Thì một ngày chúng ta dùng một lần thôi. Sau bữa ăn tối, cách khoảng 3 tiếng sau bữa ăn tối, chúng ta uống một ngày một lần. Ngày thứ hai cũng vậy và ngày thứ ba cũng vậy. Và ngày hôm sau chúng ta lại thay cái mới chúng ta làm. Đó. Và sau 3 ngày chúng ta ngưng thì tất cả những bệnh về dung sáng, đó, kể cả sáng chó, thì sẽ được đẩy lùi. Và nó sẽ làm tê liệt, cái thuốc này vô nó sẽ làm tê liệt dây thần kinh của tất cả con sáng đó. Đó, cho nên bà con chúng ta lưu ý nha. Và bài thuốc này đã có cái tuổi đời nó từ 500 đến 700 năm rồi. Đó, tuổi đời rất là lâu rồi, cho nên bà con yên tâm sử dụng. Đó, cái bài thuốc tôi chia sẻ hôm nay thì đến quý bà con. Mong quý bà con chúng ta ai bị thì cố gắng áp dụng thì nó sẽ hết nha bà con. Rồi, chúc bà con luôn luôn được mạnh khỏe.